Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự quốc tế cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh. Thưa quý vị và các bạn, không ngoài dự đoán, sau khi giành chiến thắng quyết định trong cuộc bầu cử sơ bộ tại một số bang vào tối qua theo giờ địa phương, đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có đủ số phiếu đại biểu cần thiết để trở thành ứng cử viên Tổng thống năm 2024 của Đảng Dân Chủ. Theo các kết quả sơ bộ, Tổng thống Biden đã giành chiến thắng cách biệt tại bang Georgia với hơn 95% tỷ lệ ủng hộ, đồng thời chiến thắng dễ dàng tại bang Mississippi khi ông là ứng cử viên duy nhất tại bang này. Dù bang Washington chưa có kết quả, song với hai chiến thắng tại Georgia và Mississippi, ông Biden đã giành được hơn 2.000 phiếu đại biểu, vượt qua con số 1.986 phiếu cần thiết để nhận được đề cử của Đảng Dân Chủ. Còn trong cuộc đua của Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump cũng đang tiến gần tới mốc 1.215 phiếu đại biểu cần thiết để trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng này. Theo kết quả sơ bộ, ông Trump được dự đoán sẽ giành chiến thắng cách biệt ở Georgia và Mississippi, dù vẫn chưa có kết quả sơ bộ tại Washington và Hawaii. Trước đó, cả ông Biden và ông Trump đều giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày siêu thứ ba đầu tháng này. Nhà Trắng vừa công bố một gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 300 triệu USD cho Ukraine nhằm cung cấp cho Kiev thêm đạn pháo, tên lửa phòng không, hệ thống chống thiết giáp và nhiều loại khí tài quân sự khác. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, gói viện trợ quân sự này không đủ để đáp ứng nhu cầu của Ukraine và chỉ duy trì được trong vài tuần. Khoản viện trợ đến từ việc tiết kiệm các khoản mua sắm gần đây của Lầu Năm Góc. Đây cũng là lần đầu tiên Mỹ công bố viện trợ quân sự cho Ukraine trong năm nay. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang cạn kiệt đạn dược, trong khi gói viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ cho Kiev vẫn đang kẹt lại ở Quốc hội Mỹ trong nhiều tháng qua, do Đảng Cộng hòa và Dân chủ chưa tìm được tiếng nói chung. Mỹ đến nay vẫn là nước viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine. Gói viện trợ gần đây nhất cho Kiev trị giá 250 triệu đô la Mỹ được Washington công bố vào cuối năm ngoái. Quân đội Sudan tuyên bố vừa giành quyền kiểm soát trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình Quốc gia từ tay lực lượng bán vũ trang RSF đối địch. Đây được xem là một bước tiến rất đáng kể của quân đội Sudan trong gần 11 tháng xung đột vừa qua. Quân đội Sudan cho biết đã thu giữ nhiều phương tiện và vũ khí trong khu vực gần với tòa nhà trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình. Ở phía tây bắc thủ đô Khartoum, tòa nhà này đã bị lực lượng RSF chiếm giữ kể từ khi xung đột nổ ra giữa hai bên hồi tháng 4 năm ngoái. Việc giành lại tòa nhà trên sẽ mở rộng quyền kiểm soát của quân đội Sudan ở phía bắc thành phố Omdurman dọc bên bờ sông Nin, trong khi RSF vẫn duy trì kiểm soát tại phía nam và phía tây của thành phố này. RSF chưa đưa ra bình luận về thông tin này. Hiện giao tranh tại Sudan vẫn diễn ra ác liệt, bất chấp việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 8 tháng 3 đã thông qua nghị quyết kêu gọi các bên ngừng ngay lập tức các hành động thù địch trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Theo Liên Hợp Quốc, xung đột tại Sudan đến nay đã khiến hơn 13.000 người thiệt mạng và khoảng 8 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Truyền thông khu vực đưa tin lực lượng Hamas vừa chấp thuận đề xuất sửa đổi của Mỹ về lệnh ngừng bắn ở Gaza. Thông tin tích cực này được đưa ra trong bối cảnh nhiều nước đang tiếp tục đẩy mạnh viện trợ nhân đạo cho người dân tại Gaza. Theo các nguồn tin từ Hamas, đại diện của lực lượng này sẽ tới thủ đô Cairo của Ai Cập trong những ngày tới để thảo luận các chi tiết cuối cùng liên quan đề xuất của Mỹ. Đề xuất này bao gồm việc cho phép những người Palestine phải di rời quay trở lại Gaza. Và Israel cũng sẽ thả các tù nhân Palestine với tỷ lệ 10 người để đổi lấy một con tin bị Hamas bắt giữ. Cùng ngày, Mỹ đã kêu gọi Hamas thả con tin gồm phụ nữ, người bị thương và người cao tuổi, cũng như chấp nhận ngừng bắn tạm thời 6 tuần để tạo tiền đề cho một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài hơn. Các nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế vẫn tiếp tục viện trợ nhân đạo cho người dân Gaza. Chuyến hàng viện trợ bằng đường bộ đầu tiên kể từ tháng 2 đã vào được Gaza trong ngày hôm qua. Trong khi đó, một tàu chở 200 tấn hàng viện trợ cũng đã rời cảng ở Cộng hòa Síp. Đây là dự án thí điểm mở tuyến đường biển vận chuyển hàng cứu trợ cho người dân Gaza. Ngoài ra, Ai Cập đã phối hợp với nhiều nước khác tiếp tục thả hàng viện trợ xuống khu vực phía bắc Gaza. Liên quan tới các cuộc giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban, quân đội Israel thông báo trong 5 tháng qua vừa tấn công khoảng 4.500 mục tiêu của lực lượng Hezbollah ở Liban và Syria, khiến 300 tay súng thiệt mạng. Đáp lại, phong trào Hezbollah tuyên bố sẵn sàng trả đũa Israel.
Theo quân đội Israel, hành động quân sự của Tel Aviv là nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Hezbollah nhằm vào dân thường ở phía bắc Israel. Các mục tiêu bị tấn công từ trên không và từ mặt đất, bao gồm các cơ sở cất giữ vũ khí, các cơ sở quân sự phục vụ cho các hoạt động tấn công, cũng như các trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Hezbollah. Quân đội Israel cũng cho biết trong số những tay súng thiệt mạng, có 5 chỉ huy cấp cao của Hezbollah và hàng chục phần tử khủng bố. Thông báo của quân đội Israel được đưa ra sau khi một nguồn tin an ninh Liban cho hay các cuộc không kích của Israel ở miền đông nước này đã khiến một người thiệt mạng trong ngày 12 tháng 3. Trong bối cảnh giao tranh tại khu vực biên giới vẫn leo thang, Hezbollah cho biết đang ở trạng thái sẵn sàng cao và sẵn sàng đáp trả nếu Israel phát động tấn công. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC vừa quyết định giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm 2024 và 2025, đồng thời nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm nay. Trong báo cáo mới nhất, OPEC dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu của thế giới trong năm nay và năm sau lần lượt là 2,2 triệu thùng một ngày và 1,8 triệu thùng một ngày, không thay đổi so với dự báo được đưa ra tháng trước. OPEC cũng dự báo sản lượng dầu thô năm 2024 của các nước ngoài khối sẽ tăng 1,1 triệu thùng một ngày, giảm 120.000 thùng một ngày so với dự báo trước đó, chủ yếu do các biện pháp hạn chế sản lượng tự nguyện trong quý 2 năm 2024 được gia hạn. Bên cạnh đó, OPEC đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay thêm 0,1% lên 2,8% nhờ động lực tăng trưởng trong nửa cuối năm ngoái của Mỹ, Ấn Độ và Brazil, trong khi Trung Quốc và Nga cũng tăng trưởng ổn định. OPEC cũng chỉ ra một số dấu hiệu về sự phục hồi tiềm tàng ở khu vực đồng tiền Trung châu Âu Eurozone và Nhật Bản, cho thấy xu hướng tăng trưởng khởi sắc sẽ tiếp tục diễn ra trong quý 1 năm nay. Sau khi báo cáo của OPEC được công bố, tính đến 9 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, giá dầu WTI giao tháng 4 tăng 0,63% lên mức 78,05 đô la Mỹ một thùng, trong khi giá dầu Brent giao tháng 5 tăng 0,57% lên mức 82,39 đô la Mỹ trên một thùng. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF vừa công bố báo cáo cho thấy là trong năm 2022, tỷ lệ trẻ em tử vong trước 5 tuổi đã giảm xuống mức thấp nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên, cơ quan này cũng kêu gọi thế giới cần nỗ lực hơn nữa trong vấn đề chăm sóc sức khỏe trẻ em, bởi tiến triển trên chỉ mang tính tạm thời và không đồng đều. Theo báo cáo của UNICEF, trong năm 2022, có 4,9 triệu trẻ em dưới 5 tuổi tử vong, giảm 51% so với năm 2000. Đáng chú ý, ở các nước đang phát triển như Malawi, Rwanda và Mông Cổ, tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi tử vong đã giảm hơn 75% so với năm 2000. Tiến triển tích cực này đạt được một phần nhờ vai trò quan trọng của các nhân viên y tế khi giúp các sản phụ sinh nở an toàn, tiêm chủng vaccine cũng như tư vấn cách chăm sóc trẻ. Tuy nhiên, UNICEF cảnh báo bước tiến này có nguy cơ bị đảo ngược nếu không có các nỗ lực giải quyết các mối đe dọa đối với trẻ sơ sinh nói riêng và sức khỏe trẻ em nói chung. UNICEF đánh giá tốc độ giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi trên toàn cầu còn chậm, đặc biệt là ở khu vực Hạ Sahara ở châu Phi. Cũng theo báo cáo, nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em dưới 5 tuổi liên quan tới việc sinh nở. Ngoài ra còn phải kể tới những bệnh có thể phòng ngừa được như nhiễm trùng đường hô hấp, sốt rét và tiêu chảy. Một công ty tư nhân của Nhật Bản vừa phóng một tên lửa mang theo vệ tinh lên quỹ đạo, tuy nhiên tên lửa này đã phát nổ chỉ vài giây sau khi phóng. Vụ phóng do công ty khởi nghiệp Space One thực hiện vào khoảng 11 giờ sáng theo giờ địa phương tại trung tâm vũ trụ ở tỉnh Wakayama, miền Tây Nhật Bản. Tuy nhiên, tên lửa mang tên Kairos đã phát nổ chỉ vài giây sau khi rời bệ phóng. Space One cho biết đã thực hiện các biện pháp để chấm dứt vụ phóng và đang điều tra nguyên nhân sự cố. Đây là tên lửa 4 giai đoạn sử dụng nhiên liệu rắn với nhiệm vụ mang theo một vệ tinh thử nghiệm của chính phủ, được kỳ vọng để thay thế các vệ tinh tình báo hiện đang hoạt động trên quỹ đạo trong trường hợp các vệ tinh này trục trặc. Theo kế hoạch ban đầu, sau khi phóng, tên lửa Kairos mang theo vệ tinh sẽ mất khoảng 51 phút để lên tới được quỹ đạo trái đất. Trước đó, vụ phóng đã từng bị hoãn 5 lần do một số lỗi kỹ thuật. Nếu phóng thành công, Space One sẽ trở thành công ty tư nhân đầu tiên của Nhật Bản đưa một vệ tinh lên quỹ đạo trái đất. Bản tin thời sự quốc tế cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh xin kết thúc tại đây. Chương trình được thực hiện bởi sự phối hợp của Thông tấn xã Việt Nam. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi.